Hoa Kỳ lên kế hoạch bảo vệ ong mật và các loài thụ phấn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hiện đang lên kế hoạch để bảo vệ loài ong mật và các loài thụ phấn khác tại nước này. Thuốc trừ sâu, nhện và nhiều yếu tố khác đến từ bên ngoài đã khiến cho số lượng ong mật ở Hoa Kỳ bị giảm sút trong những năm vừa qua. Ong mật là một loài côn trùng vô cùng quan trọng đối với ngành công nghiệp thực phẩm Hoa Kỳ. Theo số liệu từ tòa bạch ốc công bố, có ít nhất 90% cây trồng thương mại ở Bắc Mỹ hiện đang phải phụ thuộc vào việc thụ phấn từ những con ong đặc biệt trong số này các nhà sản xuất quả hạnh ở california là có nguy cơ tổn thất lớn nhất theo thông tin được biết cơ quan bảo vệ môi trường và bộ nông nghiệp sẽ nỗ lực để xác định nguyên nhân làm giảm số lượng bướm ong mật và các loài côn trùng thụ phấn khác sau đó họ sẽ tìm cách đẩy mạnh quá trình bảo vệ các loài này